Đây cua này là mình tự tự đi bắt này. Đó, mình sẽ thả ra để cho nó bò ra nhá. Đó, mọi người thấy không? Đấy, cua lúc này thì nó đang còn nhỏ. Mình sẽ về thả 2-3 tháng sau thì cua nó mới 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 to mới được ăn này. Đấy, con cua đây. Đấy. Mình sẽ thả ra đây để cho nó bò khắp cả luôn. Mình chào tất cả mọi người nhé. Đây bây giờ mình đang đứng cái chỗ này là cái ruộng nhà mình xây để thả cua đấy. Thì cái ruộng đây mình đánh luống đây. Mình đánh luống như thế này, đây là cái rỗng mình đứng nhá. Thì ở dưới rỗng này là mình trồng khoai lước này. Đó. Nói chung là mình chưa trồng được hết. Mình chưa được hoàn thiện cho lắm này. Tường tường nhà mình thì xây bằng gạch thì ốp. Ốp chỉ cần ốp một hàng gạch ở bên trên là nó trơn, cua nó bò lên đến nơi thì là nó cũng không bò được vượt qua qua cái hoàn cảnh trơn kia ấy, là nó lại phải 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 rơi xuống ruộng. Đấy, mình ốp xung quanh hết tường. Còn đấy, mình ốp bằng gạch trơn nhá. Đó là cua nó không ra được thì bây giờ là rỗng này thì là mình trồng khoai lước là để xong rồi nó sống lại rồi xong rồi nó lan ra đấy cho nó nhiều thì cua thì là mình thả ở đây là nó sẽ có chỗ chúi, chỗ che mát che nắng ở cái cây khoai lước này. Đấy. Đây. Đây, mình đi bắt cua về đây. Bây giờ cái cua này là cái cua mình sẽ thả ra nhá. Đó. Cua giống này. Đây, cua giống nhà mình đấy. Đây cua này là mình tự đi bắt này. Đó, mình sẽ thả ra để cho nó bò ra nhá. Đó. Mọi người thấy không? Đấy, cua lúc này thì nó đang còn nhỏ. Mình sẽ về thả 2-3 tháng sau thì cua nó mới to mới được ăn này. Đấy, con cua đây. Đấy. Mình sẽ thả ra đây để cho nó bò khắp cả luôn. Đấy. 3 tháng nữa thôi. 3 tháng nữa là cua sẽ được ăn nhá mọi người. Đây. Cua là cua đồng mình tự bắt về. Đấy. Đều đều là những con như thế này thôi mọi người ạ. Cũng có con nó to hơn chút, cũng có con nó bé hơn chút, nhưng mà cua giống thì đấy, tìm chỗ rúc hết đấy. Rồi. Bây giờ là mình thả xuống đây là nó sẽ tìm chỗ nó rúc hết, nó chui hết. Những cái cây khoai này là mình ao này là mình vừa mới làm xong thì là mình vừa mới làm cũng chưa được hoàn thiện cho lắm. Thì là mình trồng những cái cây khoai này ra là để sau là nó đây là như con này là hỏng ngoài này. Con này bị gãy càng là tháng đây không sống đâu. Đấy. Thì là xong là những cái cây khoai này nó sẽ ăn, nó lan hết ra ở những cái rỗng này ấy, là những cái chỗ để cho cua nó chúi. Còn chân mặt luống này là mình làm như này, chân mặt luống này đến lúc mà mình thả cua rồi ấy, khi mà mình cho ăn là mình cho ăn ở trên mặt luống. Cua nó sẽ lên mặt luống nó ăn rồi về sau là nó ăn xong nó sẽ xuống nó chúi ở bên dưới này. Đó, cái ruộng này của nhà mình thì nói chung là cái khoảng cách này mình nuôi cua thì nó cũng không được rộng cho lắm. Mời mọi người đi tham quan một vòng cái công trình nuôi cua của chị Oanh nhé. Đấy, mình làm nuôi cua đấy thì là mình ốp gạch cũng còn chưa hết này. Còn một mặt nữa thì 1-2 hôm nữa mình mới lại làm tiếp. Tại vì mấy hôm nay trời nó mưa đấy. Nó mưa mình cũng vẫn chưa làm được. Cho nên là mình để trời tạnh mưa đi 1-2 hôm nữa. Nó tạnh mưa đi là mình ốp tiếp. Đây mình mới ốp được đây. Tường lên là ốp gạch nhẵn. Các cái lỗ này là sau phải vít lại hết. Đấy, những cái lỗ này là mình phải trộn xi cát mình vít lại. Không là cua nó vẫn bò được ra cái lỗ này là bình thường. Còn bên trên này thì là mình ốp gạch nhẵn như thế này là cua nó không thể bò được lên nhá. Đây này, rất là trơn nhẵn này. Mình ôm gạch này là gạch 30-60, gạch này cao 30 phân. Đấy. Ừ. Thì đây. Bên tường luống cách vậy. Luống. Đây là công trình này đang bắt đầu mới đang làm hoàn thiện thôi, chưa hoàn thiện được. Đào đất dấp lên bờ tường đấy. Xong rồi đào luống luống này nó rộng khoảng chừng 1m4. 1m4-1m5 gì đấy. 1m4-1m5. Đấy, đây là cái hàng khoai nước trồng ở giữa này.
trống này là để sau nó có cái chỗ để cho cua nó bấu vào, nó sẽ cua nó sẽ xả nước, xả nước mấp mé thấp thấp như này thôi là sau cho nó sống ở dưới này và nó mấp mé nó bám vào các cái cây khoai này, và trên cái luống ở giữa này có thể là trồng rau luôn mọi người ạ. Trên luống này thì mình trồng bất kể cái gì cũng được, mình thì, trồng rau, trồng các thứ được hết. Thì cái trên này thì nuôi cua thì sẽ trồng luôn mồng tơi, rau đay để phục vụ làm canh cua. Còn trên cái không gian trên này có thể sẽ trồng lấy dàn mướp là đủ món luôn mọi người ạ. Xung quanh cái tường dạng này đấy mình gọt lên để mình xung quanh cái tường dạng này là mình trồng mướp luôn, mình trồng mướp ở xung quanh này luôn. Còn ở luống này mình có thể trồng bất kỳ thứ rau gì cũng được mà. Thế là trồng mướp, rau đay, mùng tơi là để làm luôn món canh cua. Đấy, đang đào đây. Có mấy luống thôi, cái chỗ này nó cũng hẹp lắm, không được rộng lắm. Chỗ này nó chỉ vào chừng độ sào ruộng thôi. Đây, cái ruộng này nhà mình vào một sào. Đấy, mình xây bi xung quanh rồi mình lát gạch. Bây giờ mình vẫn còn nguyên một cái bừng này đấy này. Đó, còn nguyên một bừng này 1-2 hôm nữa. Bờ này là chưa xây được, chưa lát được. Còn xung quanh thì mình lát rồi, còn nguyên một bừng này nữa. Đấy. Đứng ở đầu này cho mọi người tham quan nhé, đi một vòng. Đây là đang đào luống đấy, đang đào cái rãnh làm luống. Đấy. Đây sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 luống thôi. Một sào này con làm này có 5 luống thôi mọi người. Còn như là sườn này mình cũng đưa lên để mình trồng trồng cây này, cây khoai này là cây khoai mùng đấy mọi người. Vừa phục vụ nhà mình để làm món đậu mùng canh chua đấy. Vừa làm món cho gia đình nhà mình ăn món canh chua, với lại vừa làm cho thừa thì có thể là cắt xuống cho cua nó ăn luôn. Đấy. Thì bên dưới thì mình trồng khoai lướt, còn cái hàng này, nguyên cái hàng khoai này là dọc mùng đấy mọi người. Đấy, mọi người mà ăn canh chua là phải có cái dọc mùng này. Đấy, mình trồng đây để phục vụ cho gia đình luôn và cua luôn. Đó. Mình phải làm 2 buổi lúa mới xong được hoàn thiện mọi người ạ. Bây giờ là chưa được hoàn thiện cho lắm. Nhưng mà có cua là mình vẫn cứ thả xuống bình thường được. Mọi người đi tham quan một chút nhé. Đấy. Cây tầm bóp đấy. Cây tầm bóp này ăn rất ngon đấy. Chỗ này chưa đào được sâu cho nên luống nó chưa có nước. Đấy. Xây tường ốp gạch. Làm rõ nước để nuôi cua. Cái này là không có cái mẫu mã ở đâu cả. Cái này là chị Oanh là chị làm theo cái phương pháp mà chị thấy ở ngoài ruộng chị làm thế thôi. Như các bạn có thể thôi. Các bạn có thể là ví dụ lên mạng search thì cũng không bao giờ thấy cái mô hình nuôi cua kiểu như thế này đâu. Này, mô hình nuôi cua có 102 đấy. Rồi, 2 tháng nữa là mình sẽ có cua phục vụ mọi người nhé. Lúc đó mọi người ủng hộ mình nhé. Đấy, chỗ này nước chỗ này. Nuôi vừa là cua vừa là ốc nhồi. Mà mới đào xong nước nó đã như này, chưa có làm hoàn thiện được. Nhưng mà tiện thể hôm nay chị Oanh chị đi dọn ruộng để cày ấy, thì bắt thấy có cua thì bắt tiện thể bắt luôn, cho nên là mình cũng giới thiệu luôn, chứ mình cũng chưa định giới thiệu với mọi người cái mô hình nuôi cua này đâu, bởi vì nó chưa hoàn thiện nên nó khó nói lắm.
nên có gì thì mọi người thông cảm góp ý cho. Cái dòng mùng này là dòng mùng trắng mình lấy từ trên Mộc Châu về đấy. Nấu canh chua là ăn cái dòng mùng này rất là ngon. Không phải dòng mùng xanh, đây là dòng mùng trắng nhé. Trời bây giờ nó hơi tối rồi đấy. Thì vườn nhà mình nó cũng không được rộng lắm, thì cái em nó hẹp lắm. Thì cái ruộng này, cái ao nuôi cua này xây trên cái diện tích nó cũng chỉ được vào một sào thôi. Đấy, mình làm nào cho mọi người có thể quan sát đầy đủ. Mình sẽ đứng ra đầu ngoài kia để cho mọi người quan sát đầy đủ hơn nhé. Mọi người hãy đi theo mình nhé. Ở nhà ai, các bạn mà có cái có diện tích, có điều kiện thì cũng có thể áp dụng cái mô hình này. Nếu như mà như ở những clip tiếp theo mà nó thành công thì mình sẽ chia sẻ tiếp để cho mọi người có thể áp dụng nó thành công. Đấy. Này, mình sẽ đứng ở trên đầu này. Sẽ lia máy một vòng cho mọi người xem này. Đấy. Sau là chương trình từ giờ đến cuối năm thì ở những cái rãnh này, ở những cái mương giữa này thì cua nó phải đặc rất nhiều. Mỗi một ngày bắt độ khoảng vài cân là được rồi. Đấy. Này, gạch từ hôm Tết ốp dở chưa xong đây này mọi người. Nhưng mà mưa gió lại để lại đây này. Đấy. Mấy hôm nữa lại nắng ráo lên lại ốp tiếp nhé. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.